vâng điểm qua những thông tin chiến thuật chiều nay thì Ukraine tấn công bằng tên lửa hay UAV vào cái gì đấy bốc cháy ở khu vực phía Bắc Krasnodar của phía nga à, hôm trước thì họ tấn công vào kho đạn ở khu vực Bryansk cũng bốc cháy ở đây đúng không ạ còn về phía nga chiều nay thì tôi không nhận được thông tin gì còn sáng nay thì họ chộp được vụ tên lửa phòng không Patriot rất là đầy đủ hoàn toàn diện ở Dnipro và chiếc tàu chở vũ khí thứ ba uh, siêu to khổng lồ của Ukraine ở cảng Odessa, Đấy. Uh, chiếc thứ ba trong vòng 4 ngày quý vị nhé, và Ukraine cũng đã thừa nhận đó là chiếc thứ ba trong vòng 4 ngày. Tuy nhiên Ukraine không thừa nhận đó là tàu chở vũ khí, Đấy, mà họ nói là chờ tàu chở các vấn đề dân sự gạo thóc này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại uh, tình hình diễn ra chiến sự, chiến sự bắt đầu bằng khu vực Zaporizhia luôn. Vậy là đến thời điểm này thì uh, chúng ta không ghi nhận được cái sự mở rộng thêm đấy ukraine thì cũng đang rất là dè chừng nhưng họ nói rằng nga đã mất hết các cái yếu tố bất ngờ rồi chắc là không giữ được bao lâu nữa đấy, tuy nhiên nhưng mà sáng nay thì chúng ta lại thấy một cái diễn biến khá thú vị ở trong cái khu vực hướng chính về quận oriko khi mà nga đã tiến lên đánh chiếm rabutine đúng không ạ và đã được các bên trong đó cả ukraine xác nhận về bước tiến khá lớn của phía nga nằm ở khu vực phía bắc đông bắc rabutine kéo dài tới cửa ngõ phía tây bắc của thành vebov khoảng độ gần 3 km chiều rộng và 1 km chiều dài đúng không ạ? Đó là cái bước tiến khá thú vị của phía Nga. Vậy thì với hai diễn biến này và cứ liên tiếp vài ngày chúng ta có một cái diễn biến ở khu vực này thì chúng ta thấy rõ ràng phía Nga đang cải thiện vị trí trận địa cứ kiểu như kiểu là trước khi mình tung ra một cú đấm một cú đá cho đối phương ấy thì quý vị cứ để ý người ta hay lấn lấn cái sân cái chân ấy, để mà gọi là cài vào cái chân của địch và sát cái háng vào giữa chân địch ấy, đúng là để tung ra đòn đấm đấy thì cái kiểu này là một cái kiểu tiếp cận trận địa để có thể tung đòn một phát là đau luôn chứ không có diễn nữa đấy thì khả năng đấy là rất cao tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là đây cũng không phải là một chiến trường nó dễ ăn khi mà tuyến phòng thủ ukraine nó dày đặc ở khu vực này rồi chắc chắc là phía nga cũng đánh mang tính chất là cải thiện vị trí đúng không ạ chờ đợi cho cánh quân của họ từ miền đông chạy sang như chúng ta đã phân tích những ngày gần đây còn ở khu vực trung tâm Uleda thì nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy những bước tiến của phía nga rất lớn ở trong cái lòng chảo này Đấy. để kết nối cái trận địa giữa bên này với bên này điều này cho thấy rằng ukraine đang phòng thủ rất là kiên cường ở khu vực này đồng thời là cả cái khu vực phía bắc ở đây của bodiane nơi mà nó có một cái cứ điểm nữa ukraine cũng đang thủ ở chỗ này khiến cho nga chưa thể vượt qua Đấy, và bây giờ họ đang công kích vào khu vực đó. Có nghĩa rằng nó không đời nó không dễ như là mơ quý vị ạ. Hôm trước thì có cánh quân Nga đã xuất hiện ở cửa làng Bozovenza rồi. Nhưng mà chúng ta biết đó là trinh sát thôi. Thực tế là trận địa của Nga chưa tiến nhanh như vậy. À, trong cuộc chiến khi nào mà tốc độ diễn ra tấn công nhanh ấy, chúng ta thường thấy rất nhiều tin vịt. tin vịt thì nó cũng có thể là nó vô tình, cố ý và những cái vấn đề nào đó lát nữa chúng ta bàn kỹ hơn chút liên quan đến tình hình ở Sivac thì đây cũng là một trạng thái tin Việt khi mà hôm trước nhiều người nói rằng nga đã đánh tới tận Bồ Hồ Dây Lenka rồi thậm chí là bộ quốc phòng trích dẫn thông tin đúng không ạ? Đấy. thì nhưng mà bây giờ cho biết rằng giao tranh mới đang diễn ra ở cái tuyến ngang ngang ở đây thôi đấy và nga đang cố gắng cải thiện củng cố vị trí của mình ở phía bên dưới của căn cứ địa này chứ chưa thể tiến nhanh như thế được bên phải của họ cũng còn đang rất là vật vã với các cái thành xung quanh này hướng chính của vodn thì mới nhú lên được một tí thôi nói tóm lại thì nga tiến được quân nhưng mà không tiến nhanh được ở khu vực này đúng không ạ còn chúng ta cũng không biết là họ có ý đồ tiến nhanh hay là tiến chậm đấy đấy thì hoàn toàn toàn chúng ta biết chúng ta chỉ biết rằng họ đã ra tay một phát thì thành Prestica dụng luôn rồi sau đó là Vuleda dụng và sau đó là Zotolalea thì cũng dụng trong một nốt nhạc đấy thì có nghĩa là những thành khó họ đã thể ra tay được thì những thành này không khó như vậy đấy thế nhưng nó mất cái yếu tố bất ngờ đúng không ạ với thứ hai nữa là có khả năng nga cũng chưa thể hoặc là chưa muốn hay nói đúng hơn họ chưa có một cái bài toán tính toán về cái chuyện hơn thiệt khi đánh những thành đấy bởi vì đánh những thành này mà không tạo gọng kìm bao vây thì có thể nói là ăn rất nhiều những cái thua thiệt đúng không ạ còn những thành như này thì họ có vừa ối cố bất ngờ là sát chiến tuyến và tấn công từ hai mặt cho nên họ đã úp sọt được khá là nhanh thành này thì nó cũng chẳng khác gì vô na. khi mà nga hồi bấy giờ đã phải tấn công vật vã từ một hướng đã mất rất nhiều thời gian mới tạo được gọng kìm bao vây mới chiếm được nó và như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ thấy đặc thù của nó là Chậm 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 chậm, nhanh, đúng không ạ? Xong rồi vừa vừa rồi chậm 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 rồi nhanh. Đấy, đại khái là nó, họ sẽ chậm có nghĩa là củng cố trận địa tiến sát vào vị trí của địch, rồi sau đó nhanh ra tay nhanh rồi tiến thêm nhanh nhanh chậm chậm một tí, ờ, vừa vừa rồi lại chậm ngược trở lại để dình dập cái thời cơ. Đấy, tôi, cái cảm giác chiến trường ở đây nó là như vậy. Ờ, ở hướng khu vực Mazilynia Nipka, Ukraina thừa nhận rằng giao tranh đã dần dần tiến tới khu vực miền Tây của họ. Đấy và họ cũng không có biện pháp để có thể ngăn ở phía Nga một cách uh, hiệu quả bởi vì phía trên phía bắc thì cánh quân của họ cũng đang chống chọi với lại cái việc Nga tấn công trên một cái diện tích khá rộng, mặc dù chưa có tổng lực thế nhưng mà cũng rất là đuối khi mà Nga tiến công trên diện tích nó rất là rộng và nó mỏng. Đấy, cộng với lại phía đông thì Nga đang ép tới, rồi phía tây bắc thì cũng đang bị phía Nga chiếm mất khu vực trung tâm Ostri rồi cho nên họ mất đi một cái sự bấu víu bây giờ chỉ dựa vào cái dòng sông ở đây để cố thủ những khu vực phía dưới mà thôi cho nên tuyến phòng thủ phía bắc có khả năng cũng sẽ sắp toang những ngày sắp tới và khi nga chiếm được tuyến phòng thủ này thì họ đã có thể dễ dàng áp sát vào đánh vào mạn sườn của marsinimica một thành phố nằm dài thưỡn thượt như này mà khi bị đánh tấn công ở đầu rồi lại áp một phát vào sườn từ 3 bốn hướng thì chắc là khó đỡ Tuy nhiên thì ở đây thì tôi cũng không thấy Nga có một cái sự tích cực rộn ràng, bận rộn, vội vàng. Đại khái nó cũng khá là thong thả. À, các cuộc giao chiến của nga tấn công về hướng phía tây bắc của kherson vẫn chưa có một cái tiến triển gì đáng kể cũng chỉ là chiếm những cái uh, chiến hào công sự đánh lên rồi rút đi đấy còn nỗ lực của họ tiến quân về khu vực oleshyn robin thì chúng ta không ghi nhận được có lẽ là họ cũng đang có những cái ý định tiến công nào đó nhưng mà chưa được ghi nhận cụ thể còn ở khu vực phía bên phải của bờ sông volkia thì vẫn thế hôm qua ukraine đã từ bỏ một trận địa siêu to khổng lồ mười mấy km ở đây nhưng đến bây giờ chúng ta không nhận được thông tin thêm. Nga chiếm được thành Zotria ở phía đông, bên bờ sông và chiến trường gần như đang cố định ở cái khu vực này, đúng không ạ? À, ở trên thành Hynix không có gì, Kurakuve Zoriana à, chưa có gì. Tuy nhiên thì ở khu vực uh, Sukorine diễn ra rất nhiều những hoạt động giao tranh. Trong đó thì các cánh quân của Nga sau khi đánh bung cái trại gà của Ukraine đây đang tiến nhiều hướng về khu vực Novodomychika, nơi mà Ukraine đã rút quân ở đây để mà về thủ ở khu vực này và ở khu vực này. Cánh quân thứ hai của họ men theo đường tàu đánh về khu vực Kremina và có khả năng sẽ sau khi dọn dẹp xong cái trại nuôi gà này họ sẽ úp giọt từ hướng đằng sau lưng phía bắc. Ờ, rồi giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra trong khu vực Novosidica. đấy giữa Novosadika và Izmaylivka. Đến đây thì chúng ta thấy rằng Ukraine đã chủ động rút quân uh, khỏi khu vực Sukurine, hay nói đúng hơn họ không giữ được trận địa, họ rút về đây nhưng mà đã hình thành cái tuyến phòng thủ uh, ở khu vực này khá là kín kẽ, cho nên là phía nga đang có một cái khoảng thời gian khá khó khăn để vượt qua liên một lúc mấy thành trì liên tiếp còn ở trong khu vực trang trại thì như tôi đã nói đúng không ạ phía nga đã có một cái bước tiến để giải quyết toàn bộ trang trại tuy nhiên thì cái thông tin này chưa được xác nhận từ phía ukraine cho nên nó chưa đổi màu còn quan trọng nhất trong chiều hôm nay là phía nga đã tiến nốt chiếm nốt khu vực uh, phía nam của selidovê nối với lại sukurine này đấy. đồng thời là có thông tin là họ đã tiến luôn lên phía bắc để chiếm lốt cái đường tàu đến tận cái con đường quốc lộ ở đây nối từ selidovê xuống novodimichika nơi mà nga vừa mới cắt sang ở đây đấy chặn đường rút về đấy. đấy, thế thì nga tiến tới đây, à, ít nhất họ đã có mặt ở đây, còn không biết chúng họ đã tiến tới đâu. còn về vùng xám thì chúng ta có thể nhìn thấy là đặc biệt là cánh phía nam này đã kéo sát tới cửa làng rồi, đến những khôi ngôi nhà đầu tiên rồi, đúng không ạ? còn khu vực này thì vẫn trống trải trải à, và một cách à, khá đáng nghi ngờ. Như vậy ở đây Nga có một cái bước đột phá rất là quan trọng, tuy nhỏ thôi, nhưng mà nếu tính cả những cái vùng xám mà Ukraine phải rút đi khỏi các cánh rừng này và những vị trí trọng yếu, có nghĩa là tiến tới cái điểm mà giao 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 nhau của đường quốc lộ và đường sắt như thế này thì có nghĩa rằng nó rất nguy hiểm cho Ukraine. Nhiều nguồn thông tin cho biết là cánh quân của Nga đâu đó đã xuất hiện ở VCN, có nghĩa là sau khi họ tấn công qua cái cánh đường cắt qua ngang đây thì họ đã tấn công từ hướng phía dưới này lên vào khu vực này thậm chí là dám cả gan bao vây từ hướng phía tây đúng không ạ của Ukraine, Đấy, trong khi hướng phía đông, phía nam, phía bắc thì cũng còn uh, vẫn còn khá là lỏng lẻo. À, như vậy bước tiến từ rất lâu đã quay trở lại khu vực Zelđov sau khi Nga chiếm được Sukorine. Ukraine thừa nhận rằng là phần lớn lãnh thổ Sukorine đã rơi vào tay Nga. Còn ở khu vực này thì hôm nay chúng ta có những cái cập nhật về việc là Nga chiếm được cái vùng lãnh thổ nào đó ở đây thì với cái 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 diễn biến như thế vậy thì cho thấy rằng khả năng cái cao điểm này nó một là nằm trong tay Ukraine hai là vùng xám đúng không ạ và cơ bản như vậy nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy nga tiến quân ở cái khu vực phía đông của Selidove. còn mấy hôm trước thì chúng ta thấy họ đã tiến sát tới khu vực phía bắc uh, ở cái đường quan trọng nhất và có vẻ như trong đêm nay họ sẽ làm một cú thúc ra tới ngã ba nốt để mà cũng tương xứng với cái ngã tư ở phía dưới đúng không ạ Đấy và từ đây thì có thể chọc vào vít này ba hướng liền cùng nhau để khép chặt vòng vây luôn. Tất nhiên là chả ai đánh dại như thế này nhưng mà cơ bản nếu mà họ dọa thì Ukraine cũng chết khiếp đúng không quý vị? Và sẽ khiến cho Ukraine phải động thủ để phá vây từ trên từ ngoài vào và từ trong ra và có khả năng là quyết định vội vàng sẽ khiến cho Ukraine phải rơi vào tay rơi rơi vào cái bẫy của phía Nga. Bây giờ thì Ukraine đang thành cao hào sâu bên trong, bên ngoài thì đang rình dập để mà chi viện. Thì như vậy rõ ràng là để Nga đánh vào một cái đội quân nó đang tĩnh như vậy thì rất khó đặc biệt là đầm bê tông đúng không ạ cho nên là phía nga phải kéo giãn đội hình ra đấy bưng bít các thứ đủ kiểu để khiêu khích ukraine động thủ trước rồi sau họ đó thì họ có thể tìm những cái sơ hở họ, họ tấn công vào đột phá vào thành còn nếu trường hợp mà nga ukraine thúc thủ không làm gì thì nga cứ thế củng cố vòng vây thôi đúng không ạ chắc là họ cũng không tiến để bịt đường về đâu mà họ sẽ để một cái hướng để ukraine rút rồi truy kích theo cái hướng đó đấy, còn ba mặt kia thì họ sẽ vây kín Bây giờ thì nó đã rất rõ rồi. Mới vũi như thế này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng không ạ? Điều này cũng cho thấy rằng Ukraine đã không giữ được cái tuyến phía Nam này. Cũng là một cái vấn đề nguy hiểm đối với họ. Phía Bắc thì chúng ta sẽ chờ xem. Còn hôm nay một bước tiến rất quan trọng của phía Nga hướng về thành Lipskivka. Đấy. Như vậy là Nga đã có một cái bước tiến đâu đó như thế này. Đấy. Chiếm vào đây. Cũng đã từ rất lâu rồi. Đúng không ạ? từ rất lâu nga mới tiến được và nơi này rất khó bởi vì trận địa nó thoáng quá nó thoáng à, uav của canada sẽ quẩy tung chảo ở khu vực này nhưng mà nga được tiến được đây và đã có chỗ đứng ở trong làng rồi thì có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái gọng kìm họ đang mở ra khá là thuận lợi đúng không ạ đấy điểm này kéo dài lên phía trên này và sắp tới những ngày tới họ sẽ giải quyết thung lũng này rồi họ tiến dần ra cái khu vực đường sắt À, cái đường quốc lộ ở đây đấy và như vậy là xong cái gọng kìm phía bắc ở phía xa xa rồi trong quá trình đó họ sẽ mở rộng cái bụng nó xuống phía nam và áp sát vào thành Sukorine và như vậy ba mặt sẽ kín mít luôn nếu nga cắt được cái con đường này đến đây thì coi như Ukraine chắc chắn là thành này nó lên bảng đếm số chỉ là vấn đề bao giờ thôi đúng không ạ ở đây thì đã xong như thế này rồi À, một diễn biến, vài diễn biến liên tiếp rất là liên miên ở khu vực này rất thú vị. Đấy, như vậy chúng ta có thể thấy rằng Nga đã có những cái bước um, tiến cực kỳ quan trọng tuy không lớn này. Phía Tây Sukurine này, phía Nam của Selidove này, phía Đông Bắc Selidove và phía Tây của Novohorivka. Bốn điểm liền, đúng không ạ? Đều hướng về khu vực chính Tây nhé. Đấy, chúng ta nhìn. Đấy, có nghĩa rằng là nếu như thế này chúng ta nhìn thấy là cái 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 vector trong tương lai của Nga đúng không ạ? Là họ tiến tới cái khu vực phía nam của Porok, cắt cái đường quốc lộ xuống Andripka đây đấy. đấy. còn nghi ngờ gì nữa đâu. Mà rất có khả năng cái này nó còn diễn ra trước khi mà họ đánh cả cái khu vực Kurakove này, đúng không ạ? À, đấy, có, nói chung là cái thành Selidove này mà Nga giải quyết rồi vì có Sukurine đã xong này, Ukraine đã xong này, Selidove mà sẽ xong, chắc chắn là xong thôi, Novo Horivka xong rồi. Thì sau cái này rồi Nga có thể chọn cách để chơi cái nào trước cũng được, Ukraine cũng đều sẽ rất là mệt đối với lại các cái đòn tấn công của phía Nga. Còn phía dưới thì chúng ta cũng đã hình dung Nga cũng sẽ có một cái vector tấn công hướng Tây rất to, đúng không ạ? Và như vậy trong trường hợp mà họ gặp khó khăn ở đây chúng ta sẽ thấy là hai cái mũi tấn công về hướng Tây khổng lồ ở đây của họ sẽ giải quyết trận địa này một, gọi là một cách tự động trong một thời gian nào đó đến khi ukraine nhận ra thì chính pháo đài cuối cùng Andripka đã lọt trong vòng vây của họ rồi đúng không ạ đấy đấy là theo thông tấn xã gọi là tính cua trong lỗ đến với lại chiến trường Torek thì với bản đồ này thì chúng ta thấy rằng đối với buổi sáng không có gì thay đổi thế nhưng mà có nhiều bản đồ uy tín thì đã ghi nhận như thế này có nghĩa rằng là nga đã đánh đến đây và đã chiếm tới sát cái cao điểm này rồi đấy đến đây rồi đây tới tận đây Đấy, bản đồ thì ghi như thế này có bản đồ thì ghi như thế này Đấy, nói chung là mỗi viên bản toàn là bản đồ khá uy tín thôi còn phía dưới thì nga đã chiếm nốt cái này chỉ còn hở một tí ở cái khu vực phía này mà thôi Đấy, có nghĩa là cũng xong chỗ này rồi tức là áp sát phần lớn vào cái ngọn đồi đầu tiên Đấy, chỉ còn ngọn đồi thứ hai thì cách xa một đoạn nữa thôi À, như vậy là nếu đúng như này thì là bước tiến rất quan trọng của phía nga đúng không ạ thì nhiều người ta nói rằng là có khả năng thì cái việc này đã diễn ra từ một hai hôm trước khi nga tạo ra những cái đột phá lớn rồi có bản đồ thì ghi rằng là nga đã làm chủ tả cả cái khu vực cao tầng ở phía bắc này rồi đấy nhưng nhìn chung thì chúng ta thấy rằng là trong đấy nó khá là lộn xộn giao tranh đang diễn ra rất dữ dội ukraine sau khi mà bị nga chiếm những phần quan trọng này rồi thì bây giờ họ quay sang họ phòng thủ rất ác liệt đấy là những không khí chung như vậy còn cụ thể đường giới tuyến ở đâu thì chính ukraine bây giờ họ cũng đã nói là họ không nắm được Đấy, còn bên đây thì nga cũng có mũi tiến quân ở đây và mấy mũi tiến quân cải thiện một hai dãy nhà giữa nhắm về cái khu vực uh, cao điểm krimsme đúng không ạ còn phía bên này thì chúng ta cũng có mũi tiến công của nga kết nối trận địa với hai bên và đang ép ukraine dần về hướng sơ chơi để mà gọi là tiến hành gọng kìm còn lại vào cái cao điểm ở đây và tôi đoán rằng họ cũng sẽ cố gắng giải quyết nốt cái uh, khu vực uh, đô thị ở cái quận sabaka này để áp sát nốt vào hai cao điểm cùng lúc. Lúc bấy giờ thì có thể nói là ba hướng công của Nga đã áp sát vào đây rồi. Nói tóm lại là những đột phá rất quan trọng ở phía Nga, đúng không ạ? Và Ukraine vẫn chưa bình ổn được cái giới tuyến ở đây. À, nhiều đơn vị đã tiếp tục từ chối kháng lệnh để đến tới cái khu vực này vâng tình hình ở hướng tra xuất gia thì chúng ta chỉ thấy có giao chiến dữ dội diễn ra ở khu vực này bản đồ này thì đã ghi nhận là nga đã chiếm chặt chẽ toàn bộ khu vực uh, uh, bờ kênh cộng với lại cái pháo đài quan trọng nhất ở đây rồi đấy cộng với việc họ đã chiếm qua khu vực trung tâm làng rồi bây giờ đang giao tranh ở khu vực phía tây còn lại thôi với việc nga chiếm được cứ điểm này thế còn này rất là thuận lợi để họ có thể đánh phần còn lại thanh này thì nó rất quan trọng như thế nào chúng ta cũng đã biết đúng không ạ thế còn bây giờ lên khu vực này chúng ta sẽ dành một chút thời gian để nói về cái đây thông tin nó khá là hỗn loạn đại khái bây giờ thì nó có một cái cuộc uh, gọi là cuộc 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 chiến đấu diễn ra uh, giữa cái tuyên bố của bộ quốc phòng cộng với lại các cái chuyên gia quân sự và các cái blogger uh, và những người lính đấy hoặc là những người chỉ huy cấp thấp đóng ở khu vực này thế thì uh, đầu tiên chúng ta tình huống nó là như nào tình huống là À, sau khi nhận được những thông tin về việc lính Nga đã cắm cờ ở khu vực miền Tây của Veru Kamianske thì Bộ Quốc phòng Nga à, cộng với một vài các blogger đã ra tuyên bố là Nga đã chiếm được khu vực này và nhanh chóng mở rộng trận địa lên phía bắc đúng không ạ? Rồi sau đó thì có thông tin rằng là cũng nhìn được hình ảnh người lính Nga cắm cờ xác định tọa độ ở à, miền Tây của Girodipka, thì Bộ Quốc phòng làm tương tự và sau đó thì người lính đó Ờ, cái đơn vị đó còn nói rằng họ đã tiến vào chiếm một nửa Seribanka. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng thì sau đó một vài những chuyên gia quân sự đã xác nhận lại thông tin rằng là sau khi những người lính này đến đấy quay phim chụp ảnh, cắm cờ, thì họ đã nhanh chóng rút đi. Đấy, và như vậy câu chuyện nó mới vẫn thở ra là họ đang quy kết Bộ Quốc phòng là đang tung những thông tin đấy để mà lừa dối họ đấy à, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là những người chỉ huy cấp thấp đang đóng ở trên những cái dìa đồi đây còn nói rằng là ukraine còn đang sở hữu ngọn đồi này chứ chưa đến lượt họ có thể tiến về tới khu vực này cho nên là đây rõ ràng những hành động báo cáo của chỉ huy để mà nhận phân thương uh, huân chương phần thưởng đấy à, vân vân và họ yêu cầu là bộ quốc phòng và lãnh đạo phải xử lý những cái 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 hành động của các tướng lĩnh đại tá tiếc gì đó một cách nghiêm trị. Đấy bởi vì có khả năng họ đã nhận tiền để mà nhậu để mà chúc mừng này nọ rồi. Nhưng trong khi đó thì chiến trường ông tình hình ngoài chiến trường nó hoàn toàn khác. Và tình hình diễn ra cả Vimka nữa khi mà bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng Vimka nhưng mà trên thực tế thì Ukraine còn sở hữu gần như 100%. 100% chỉ là chiếm cái cái nhà ga viêm ca thôi và dẫn tới những nghi ngờ cả hướng Belzine nữa cũng là như vậy đúng không ạ có nghĩa là toàn bộ các khu vực này đặt vào trong cái 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 nghi ngờ như vậy. À, tuy nhiên thì người ta ghi nhận rằng là phía Nga đã tiến được các khu vực ở phía bắc của bờ kênh này, các khu vực xác Bihorodka này, tiến gần tới Horodka này và chiếm một nửa của Kamienka, rồi chiếm khu vực phía Spinne và khu vực thung lũng Vimka thì tất cả cái đó là thật. Nhưng mà nó trừ hai cái mũi lớn hay nói đúng hơn là cả ba cái mũi lớn này. Đấy thì điều đấy nó đặt ra những cái sự nghi ngờ đúng không ạ? Thứ nhất mình nói đơn giản như thế này đúng là phía nga trước đây thì đã có cái trường hợp mà rất giống ukraine đó là tướng lĩnh tầm trung à, ngoài mặt trận thì họ hay báo cáo láo báo cáo màu hồng để trốn tránh những thất bại đồng thời là lĩnh thưởng đúng ạ à? đấy thì phía nga cái điều đó tôi nghĩ cũng có thôi thế nhưng ngày xưa rồi Thế thì đợt thời mà thời trước của ông Shoigu cơ Nhưng đến cái thời sau này Sau khi mà họ đã tiến hành thanh trừng những cái việc đấy Thì thời ông Shoigu cũng không còn chuyện đó nữa Còn đến thời ông Belusov Thì mặc dù tư tưởng của ông ấy là khá thoáng đạt Trong việc là tuyên bố giải phóng đánh chiếm Nhưng cơ bản ông ấy là một cứng rắn Và ông cũng nói rằng ông không cho tha chấp nhận tổn thất Chứ không chấp nhận là thông tin sai đấy thì có nghĩa rằng cái việc đấy với một người như vậy thì dẫn tới cái chuyện rằng là à, bây giờ cái việc mà báo cáo láo như này thì hôm trước hôm sau nó biết ngay thì làm sao có thể những người chỉ huy cấp tá hay là cấp tướng lại báo cáo láo để nhận huân chương để ăn nhậu để hôm sau là có khả năng phải đối mặt với sa thải và đòi lại tiền đúng không quý vị thì tôi nghĩ rằng những quyết định đấy chỉ có những người ngu người ta mới làm thôi cho nên là cái đấy cũng là một cái mà chúng ta phải đặt cái câu hỏi còn tại sao những người lính nói như vậy thì rất có khả năng họ không nắm được cái vấn đề à, quân tỉnh, quân cơ, rồi cả vấn đề ý đồ, cố gắng để nói dối lừa dối hay như nào đó, tức là chiến tranh thông tin, chúng ta chưa biết. Nhưng rõ ràng cũng có nguồn tin cho biết là Nga đã tung thông tin giả ở đây để mà họ đánh chiếm dễ dàng ở khu vực Chazotya và khu vực torres cũng như khu vực Sivach bên trên, kinh là, là, là Liman ấy thì thông tin đấy nó rất là khớp thế còn về bộ quốc phòng thì rất nhiều người blogger nói rằng là bộ quốc phòng đã lừa dối họ để họ đã nói với lại đồng bào để đồng bào nói rằng họ lừa dối thì bây giờ họ muốn bộ quốc phòng công khai cho họ một công đạo xin lỗi xin nước nào đó ấy thì tôi cũng nghĩ rằng là ví dụ như bộ quốc phòng thì tại sao họ phải làm thế đúng quý vị trừ khi họ làm thế là để liên quan tới một cái chiến dịch thông tin mà họ đang tiến hành rất thành công mà nó chỉ có lỗi ở cái khu vực này thôi còn các khu vực khác thì nó nét nẹt nẹt tức là nó rất là chuẩn thì như vậy là khả năng cao là ở đây thì các cái đơn vị tướng lĩnh hay là chỉ huy cấp thấp nào đó vì vấn đề thành tích vì vấn đề dấu tổn thất vì vấn đề nào đó họ đã báo cáo khả năng đấy là cao nhất và nó chỉ có liên quan đến khu này thôi đấy các khu khác thì nó không có và khu này là một khu rất khó khó nhất vì đây là khu phòng thủ tốt nhất của ukraine toàn tuyến đúng không ạ thế thì cũng vì ở khu này thôi mà các khu khác bên lân cận thì nga rất thành công cho nên là chúng ta cũng có thể đi tới một cái quyết luận rằng là rất có khả năng chỉ huy cấp cao của nga ở vùng chiến thuật họ đã có những hoạt động gọi là mang tính dân chiến tranh tâm lý nào đó đúng không ạ đấy rồi thứ ba nữa thì rất có khả năng đó những hành động đó là có thật đấy nhưng sau đó đã bị ukraine đẩy lùi hoặc là ukraine chưa đẩy lùi được đúng không ạ đẩy lùi được rồi hoặc là chưa đẩy lùi được đều cũng có khả năng nhưng mà thấp đấy, đấy còn lại cái khả năng bộ quốc phòng nói dối và các chỉ huy cao cấp nói dối để kiếm phần thưởng bộ quốc phòng để kiếm thành tích với tổng thống thì tôi nghĩ rằng là khả năng đấy cũng có nhưng mà không phải là cao lắm và rõ ràng chúng ta biết rằng chính bộ quốc phòng và chính phủ Nga đã tiến hành những chiến dịch để mà giải quyết những cái trò báo cáo hồng đấy họ đã làm rất triệt để Năm nay gần như nó không còn nữa rồi, đúng không ạ? Đấy, còn năm ngoái thì nó còn. Và đặc biệt đấy, nếu chúng ta để ý là cái khu vực vùng Krinki ấy là một cái vùng mà có thể nói rằng là binh lính Nga kêu rất nhiều. Họ kêu về việc là để Ukraine sang sông trong khi đó bộ quốc phòng nói rằng mọi việc vẫn kiểm soát được, đấy thì họ nói rằng bộ quốc phòng của các tướng lĩnh thì báo cáo màu hồng để ăn tiền, đấy thế nhưng mà cơ bản những người lính người ta không hiểu được cái vấn đề à, chiến thuật của cấp trên, đó là Green Key mà để đấy thì nó còn khổ hơn nhiều cho ukraine so với việc nó rút đi, đúng quý vị và cuối cùng là ukraine sau một thời gian dài họ phải rút đi với tổn thất rất lớn ở vùng khlyanky khe son quý vị nhớ không ạ và cũng vùng cốt cũng vậy nhiều người sĩ quan của nga cũng than phiền rằng là chỉ huy cấp cao của họ để ukraine vào đó và làm bẽ mặt này nọ nhưng mà cuối cùng bây giờ chúng ta thấy đúng không ạ cho nên là có những người lính ở cái mức độ của họ thì họ không nắm được và đây là một điều nó hết sức là bình thường và họ không nắm được cho nên họ có những cái lời lẽ như vậy còn những người blogger thì cũng thế luôn blogger thì rất nhiều ông cũng cảm tính chỉ còn những cái chuyên gia quân sự thì người ta điềm đạm hơn thôi Đấy, thế còn cái việc ở đây bây giờ nó đang như thế thì chúng ta sẽ chờ xem nhưng mà theo tôi thì nó cũng chẳng quá quan trọng đúng không ạ nếu thằng nào mà đã thích uh, gọi là báo cáo láo mà kiểu gì cũng biết là sẽ bị sa thải và bị phạt nặng ấy mà vẫn tiếp tục báo láo thì có nghĩa rằng là với trí tuệ như vậy thì cũng giải quyết là vừa chỉ còn ở đây thì UAV bay 24 trên 24 đúng không ạ à, mọi thông tin người ta đều nắm được một cách nếu như mà muốn nắm nắm được thì người ta nắm được ngay làm sao mà có thể lừa dối được cái khu vực này và trước sau gì thì, thì cũng phải đánh đánh rồi thì, thì phát hiện lộ ra vị trí ngay cho nên là nếu như mà cái vấn đề ấy, thì thua thắng một vùng này thì nó quan trọng nhưng mà chỉ huy mà rốt đến mức độ như vậy thì nói chung là còn nguy hiểm hơn nhiều cho nên là giải tán là vừa và, tiến lên phía trên thì vàng, buổi sáng nay hay là hôm qua rồi nhỉ, phía Nga có bước tấn công ở đây, ở đây, ở đây và tiến nhẹ nhàng hướng về Novosadove. Còn ở khu vực phía trên thì sau khi Nga chiếm được khu bên này bờ sông Makivka, vẫn chưa có thông tin gì thêm. Cộng với cải thiện vị trí ở đây cũng chưa có thông tin gì thêm, nhưng mà khả năng chuẩn bị có thông tin ở khu vực này. Hoặc là hai, Nga đã bị đánh vẹt đi khu vực này rồi, đúng không ạ, cũng không loại trừ còn ở khu vực phía trên thì có vẻ như nga đang khá thành công trong việc giải quyết nốt những cái trận địa rất khó nhai ở trên cái tuyến dọc bờ sông uh, chạy dọc theo Stenmarkivka, Myanskarskaya, Andriivka. sáng nay chúng ta có giao tranh dữ dội ở khu vực lòng chảo này, đúng không ạ? Và nga đã có những cái thành công ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy, Để có thể là uh, cái, cái, cái chiến trường ở đây chuẩn bị ngã ngũ rồi, bởi vì ở đây nó có những cái đường cung đi qua Berestove này, hướng lên đây này, chạy lên khu vực này này, đấy. Cho nên nga không chiếm được ngay thì họ không có đường cung nào mạnh để có thể đánh lazova và củng cố hậu cần cho cái tuyến sát bờ sông để sau này vượt qua sông đấy, tóm lại chúng ta không thấy những cái con đường quan trọng của nga từ các khu vực này ra đây đúng không ạ à, đường lớn thế còn đường nhỏ thì bây giờ họ đang nằm trong tay phía ukraine rồi cho nên rõ ràng đó là một cái bất lợi cực lớn cho phía nga khi vượt qua một chặng đường cực dài như thế này để đi tới khu vực bờ sông À, còn ở phía trên thì là một cái thành công khá đáng kể của phía nga trong lòng chảo này ngày hôm nay thứ nhất thì chúng ta thấy rằng là trong cái lòng chảo này ấy, thì phía nga đã có một cái bước tiến cực kỳ quan trọng với những đột phá liên tiếp ra sát bờ sông có nghĩa là cái mũi này của họ về hướng tây nó rất là thành công đúng không ạ và ở mức độ thứ hai thì cái hướng về phía nam cũng hơi thành công Đấy, khi mà cả hai cánh đều mở rộng ra và kết nối được với nhau từ xa. Thế nhưng phía trên thì chúng ta không thấy thông tin gì, đúng không ạ? Và với thế trận như này, chúng ta đều biết mục tiêu là Kupian rồi. Như vậy rõ ràng là cái điều mà chúng ta chờ đợi đó chính là việc là nga sẽ giải quyết cái trận địa phía trên khi nào, như thế nào. Khi mà họ tới bờ sông thì họ sẽ gặp kháng cự cực kỳ ác liệt và khi gặp kháng cự thì họ phải đánh lan ra để áp sát vào cái trận địa kháng cự đó như vậy thì sẽ phải có những mũi tấn công về hướng phía bắc đúng không ạ và nhìn chung lòng chảo phía bắc phía nam thì họ đang tích cực làm rồi chiều nay chúng ta có thông tin về nga tiến một loạt những cái vị trí ở khu vực phía đông của xin và phía Nam hướng thẳng vào khu vực đô thị của Petropavlovka. Đấy là cái thứ nhất thứ hai nữa là trong cái uh, hướng đường tàu lòng chảo uh, của Costa Rica đây thì phía Nga cũng đã tiến quân chiếm ở đây rồi không có không có một cái vụ uh, gọi là bao vây gì mà cơ bản là Nga đánh chiếm trực tiếp để chiếm cái thung lũng ở đây đấy thì điều này cho thấy rằng là ngoài việc là họ đang tiến về hướng phía Bắc đúng không ạ cộng với lại tiến ở đây cộng với tiến ở trên kia và tiến ra khu vực này thì cho thấy rằng là chính thức thì cái mũi của phía Nga ở hướng lòng chảo phía Bắc đã được kích hoạt. Đấy, chúng ta còn có khả năng họ cũng không làm được cái việc này bởi vì Stepova này phòng thủ quá mạnh. Đấy, ở đây thì họ cũng đã chạm đến những cái nơi mà có thể nói rằng là trận địa chính của Ukraine rồi. À, vậy là sẽ có những cái trận quyết đấu. Và chúng ta nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ thấy là phía Nga sẽ quay trở lại tấn công ở hướng Kotaripka, Klitschipka, Ivanip rồi là Stepova đúng không ạ? Còn phía bên phải họ đánh về Pichane, Novosinove và Hutsipka trong những ngày tới. Còn ở phía trên thì chúng ta đã có những điều mà chúng ta chờ đợi đó là việc Nga đánh về khu vực Petropalipka và thành này đã đổi màu rồi. Lần đầu tiên quý vị ạ, sau nhiều năm thành này đã đổi màu từ tháng 10 năm 2022, 2 năm rồi đã đổi màu thành màu vàng có nghĩa là giao tranh rồi mũi tấn công của nga đã chọc vào khu vực đô thị ở đây đấy đã chiếm được những dãy nhà đầu tiên ba bốn dãy nhà liền từ tít trên đây xuống khu vực phía dưới này một bước tiến rất quan trọng phía nga đồng thời là cánh hướng tây họ cũng mở rộng nhanh chóng trận địa của mình kéo sát tới khu vực gần tới bờ hồ ở đây như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa với cái kiểu đột phá nhanh và âm thầm như này thì phía nga đang cố gắng tạo ra một cái lợi thế uh, trận địa quan trọng cho cái hướng ở đây đúng không ạ rất rõ ràng rồi bây giờ chỉ còn nghi ngờ của chúng ta đó là nếu mà nga đánh thật ấy thì chắc chắn họ sẽ xuất kích ở đây còn nếu không thì tất cả cũng vẫn chỉ là cải thiện vị trí thôi bởi vì là rõ ràng là phía nga họ cũng không có vội vàng đấy là cái điều mà chúng ta sẽ không biết họ làm gì đúng không ạ như vậy thì trong 12 giờ đồng hồ qua chúng ta có một mũi quan trọng ở đây một mũi rất quan trọng ở đây và đặc biệt quan trọng ở khu vực này khi mà đã biến cái pháo đài petrobalipka này trở thành cái màu cam đúng không ạ một cái tin rất là khó chịu cho ukraine Vùng khắc cốt thì chỉ có những quả bom ODAP FAB-1500-3000 ném dầm dầm ở khu vực phía Bắc cả phía Nam của Vô nữa, chắc là cũng có lẽ sắp đánh lò to rồi. Ukraine đang đóng quân ở đây khá đông đấy, cho nên là phía Nga đang rình rập để mà gọi là phá thế trận phòng thủ và tiêu hoa nguồn lực Ukraine. Còn ở khu vực này thì Ukraine cũng đã xác nhận và Nga cũng đã củng cố lại cái vị trí. Chúng ta thử xem là cụ thể bây giờ họ tiến đến đâu. À, chúng ta nhớ rằng là với cuộc chiến khi mà tiến quân nhanh ngay, ngay như này thì cái điều kiện của nó là rất có khả năng nó sai như quý vị nhé. Chúng ta phải thừa nhận rằng nó có khả năng sai đã, đúng không ạ? Thể cho nó thoáng. Đấy, nếu bước tiến của với Nga thì đây này, như lại là trong sáng ngày hôm nay họ tiến rất là điên đảo nhé. Đúng không ạ? À, đây tới tận bờ sông này. Vậy thì có nghĩa rằng là cái thành Navedop này, à đúng rồi nó cũng ở trong tay Nga thôi. Đúng không ạ? Đấy là phía Nga đã tiến một cái bước như thế này này quý vị này. Đúng không ạ? À, siêu to khổng lồ chưa? Phải đến mười mấy không nói là mấy chục km đấy. Đấy và chiếm thành Novea Sorochina, đúng không ạ còn không biết rằng là họ đã kiểm soát tuyệt đối hay chưa thế nhưng mũi tấn công để mà chọc vào khe ở cái thế nó khá là ớt ơ như này thì cũng rất là khó tin đúng không, quý vị nhưng mà dù sao nữa chúng ta cũng đã thấy một cái bước tiến rất là bất ngờ à, thì ý đồ của nó là gì thì Vâng, một thì là Nga đánh xuống phía này để kết thúc lòng này mà hai là đánh lên để kết thúc lòng trên, ba là chọc thẳng xuống khu vực phía dưới nhưng mà xuống dưới đây thì dọc theo toàn làng mạc như này và dòng sông và đường sắt chắc chắn là cũng không phải là dễ, cho nên khả năng đánh cắt sang hai bên đúng không ạ? Cắt sang Kremlinoe và Chesakoe ở phía bên phải là rất cao. Còn không thì nó cũng là giao lưu thôi, đúng không ạ? Chỗ này thì giao lưu chán từ trước cái này rồi. Thế còn Ukraine nói rằng chiều nay thì họ sáng nay họ cũng tiến được 1 km ở hướng phía trên này nhưng mà tôi cũng không xác định được là nó thay đổi gì. Họ nói là hướng về cái khu vực rất quan trọng ở đây nhưng mà họ cũng chỉ nói là một bước tiến ở đây thôi còn toàn tuyến thì họ cũng không có bước tiến gì đáng kể. Còn vòng vây của Nga đang thắt chặt càng ngày càng chặt hơn xung quanh thị trấn quan trọng Polenoko Đấy, và có khả năng nó sẽ bùng nổ trong những ngày cuối tuần của chúng ta. Nga mà khép góc ở đây xong rồi thì thôi xong luôn, nghỉ đánh luôn đúng không ạ? nghỉ đánh nhưng mà vẫn còn phải đánh nhé quý vị ạ. Tức là còn ở lại đấy, chứ còn tiến là không tiến được thôi. Nhưng mà ở lại chơi và thủ thì vẫn phải luôn. Thế còn ở hướng trên này thì có giao tranh nhưng không có cụ thể gì. Ở đây thì phía Nga đã đăng thêm những video là họ đã đẩy lui những đợt phản công của Ukraine. Và sáng nay họ nói là tái chiếm lại làng Porosky. Đấy, chiều nay thì họ nói rằng họ tiến tới tận Nizinklin ở đây. À, nói tóm lại tình huống ở đây thì nó vẫn còn khá mơ hồ đúng không ạ? Còn hôm qua thì họ chiếm được phía bên phải bờ sông ở làng Libymokka à, và nếu mà chúng ta là Ukraine thì cũng không cho Nga ở đó lâu trừ khi là phải mở rộng ra ngay. Cho nên có khả năng thì họ đang mở rộng hoặc đã bị Ukraine đánh bật ngược trở lại đúng không ạ? Cũng không loại trừ như vậy là tình huống ở bên cánh trung tâm và cánh phải thì đang rất có lợi cho phía nga còn ở phía cánh trái thì cũng chưa có lợi gì cho ukraine sau khi mà bị phía nga phản công đánh bật các cái đợt tấn công về hướng phía bên phải về Seloye, thì đến ngày hôm nay chúng ta không nhận được bước tiến đáng kể nào nữa của ukraine ở đây rồi và báo cáo sáng nay cho thấy rằng là trong 24 giờ trước không có một khẩu pháo không có một chiếc xe cà tàng xe mô tô xe pick up cho đến xe bọc thép hạng nhẹ, cho đến hạng nặng, cho đến xe tăng bị tiêu hủy ở hướng này cho thấy rằng là có khả năng Ukraine đã không còn xe nữa, đúng không quý vị chứ còn nếu không ít nhất phải có một chiếc đấy. Thế nhưng mà không có một chiếc nào. Còn hai nữa là nga bị đuổi thì thôi chắc là họ cũng là công ăn việc làm hàng ngày thì cũng không thể đuổi đến mức độ như vậy được. Thứ ba thì khả năng Ukraine đang rút binh lực của họ đi, đề để những cái lực lượng phòng vệ lãnh thổ uh, như chúng ta đã dự đoán từ trước khả năng cũng có đúng không ạ thì những lực lượng đấy họ không có nhiều xe cộ đâu à, trang bị khá mỏng vâng tóm lại là tình huống ở đây là khó thế còn tôi sẽ trích dẫn cái cái thông báo uh, báo cáo của cánh quân phương bắc ở đây để kết thúc cái phần uh, chiến sự để quý vị cùng tham khảo này là cánh quân phương Bắc đã tiến hành một loạt các hoạt động uh, tiến đánh bảo vệ biên giới vùng Kurs và vùng Bengorod ở quận Sudana thì cuộc đột kích và Severna đã tiến và đẩy lui quân Ukraine ra khỏi vị trí trong cánh rừng Cheskaya Kospetskinivka và ở đây này. Đây 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 đây. Đấy, đây đây đẩy lui cái đợt. Đấy như vậy Ukraine đã tiến vào đây và bị phía Nga đẩy lui ra ở hướng này kẻ địch đã tổ chức tấn công nhiều đợt và mỗi đợt lên tới hàng trung đội nhưng đã không thành công và đã chịu tổn thất rồi sau đó thì đã rút về hướng konesvsky và hứng chịu tổn thất lớn nội gọi là lớn này thôi nhưng mà có thể ngày mai chúng ta thấy báo cáo cũng khá là ổn đấy đúng không ạ vì quân lực nó ít đi rồi ở hướng Gluskovi, tức là hướng tây cớt thì hàng không chúng ta và pháo kích đã tấn công gây tổn thất vào trận địa của kẻ địch ở sát cả biên giới lẫn trong vị trí ở gần làng Vesoloe và trong suốt ngày vừa qua chúng ta đã gây tổn thất cho kẻ địch lên tới một số lượng vài chục người một xe tăng và một xe bọc thép chiến đấu như vậy ngày mai là lại có xe tổn thất rồi <laughs> chứ không phải đến mức là con số không còn trong 24 giờ chúng ta đã tiến được 1 2 km ở hướng này, giao tranh diễn ra vẫn dữ dội ở vùng vô Tran. Và trong 24 giờ qua thì Ukraine đã tổn thất 200 binh sĩ, bao gồm 110 binh sĩ ở hướng Sumi. Đấy, đây là thông tin bị chéo ngoe. Và hướng Sumi này thì Ukraine đã mất xe tăng bọc thép UAV 2 khả hai khẩu súng cối à, uh, một trận địa uh, súng chống tăng nhà kho đạn ba uh, uh, xe ô tô uh, ở các hướng khác tức là hướng khắc cốp đấy và thôi bỏ qua à đây một cái ô tô nữa uh, một quý vị cũng đã bình luận rồi Do yếu tố thời tiết đang xấu đi thì cường độ giao tranh đã giảm. Nhưng mà điều này không ngăn cản các chiến binh của cánh quân phương Bắc của chúng ta à, tiến quân đẩy lui kẻ địch về khỏi vùng đất của vùng cớt trong khi mưa quân đội chúng Ukraine không vẫn có thời gian để nhận ra rằng là họ đang trở thành một cối say thịt của Tổng thống mãn nhiệm của họ đang đương tay ném họ vào trận địa này bằng cách hạ vũ khí đầu hàng họ có thể trở về nhà còn nếu không họ sẽ vĩnh viễn ở lại vùng kurd cho đến khi là ở cơ thể mục nát và trở thành phân bón đây đây là tôi trích dẫn thông tin của người nga nhé cho nên là có những cái từ nó động chạm đó là mình trích dẫn nguyên văn thôi chứ cũng không phải là ý của tôi vâng như vậy thì có thể cho thấy rằng là mặc dù trong cái báo cáo đấy nó có tính báo cáo nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ukraine có vẻ như đang đuổi đúng không ạ đang đuổi rồi đó là